quý vị, đẩy mạnh thu hút đầu tư sau đại dịch được xem là giải pháp trọng yếu để phục hồi tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Đà Nẵng xác định sẽ linh hoạt hơn nữa trong hoạt động xúc tiến đầu tư phù hợp với tình hình thực tế. Năm 2021, Đà Nẵng đã thu hút được 22 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn hơn 4,6 ngàn tỷ đồng, 39 dự án FDI với tổng vốn khoảng 150 triệu đô la Mỹ. Lũy kế đến nay, thành phố đã thu hút 721 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn hơn 151 ngàn tỷ đồng, 915 dự án FDI, tổng vốn hơn 3,8 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, tăng cường xúc tiến đầu tư tại chỗ, cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp được xem là giải pháp linh hoạt hiệu quả để thu hút đầu tư trong bối cảnh dịch bệnh. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn COVID-19, duy trì sản xuất kinh doanh. The worldwide supply chain in aerospace was greatly affected. Đại dịch COVID-19 đã tác động rất lớn đến chuỗi cung ứng linh kiện hàng không trên toàn cầu, nhưng UAC vẫn tiếp tục đảm bảo được việc tăng trưởng trong sản xuất và luôn thích ứng để vượt qua thử thách. Chúng tôi đã chuyển sang giai đoạn sản xuất hàng loạt gần 95% các sản phẩm linh kiện hàng không vũ trụ. Chúng tôi cũng đã tuyển dụng hơn 300 nhân viên chất lượng cao. Chúng tôi vận hành 3 ca trong toàn bộ quy trình tích hợp dọc và đang tiếp tục xuất đi các sản phẩm linh kiện hàng không đến các đối tác trên thế giới đúng thời hạn. Trong giai đoạn vận hành sản xuất, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cũng như ban quản lý khu công nghệ cao và các sở ban ngành liên quan đã rất quan tâm hỗ trợ công ty, đặc biệt là về thủ tục hành chính và các chính sách đầu tư. Đối với trường hợp đầu tư vào các khu công nghiệp và không thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư, thời gian Đà Nẵng xử lý cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bình quân hiện nay là 5 ngày, giảm xuống còn 10 ngày. So với luật đầu tư, thời gian thẩm định thiết kế, cơ sở thiết kế mỹ thuật, chấp thuận khởi công công trình giảm từ 3 đến 5 ngày so với quy định. Thời gian thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường với các dự án động lực trọng điểm từ 40 ngày làm việc giảm xuống còn 27 ngày. Đối với thủ tục về việc xây dựng, việc gộp 3 thủ tục hành chính, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, cấp phép xây dựng đã giảm được 30 ngày so với quy định của luật xây dựng. Bên cạnh nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, Đà Nẵng tăng cường xúc tiến đầu tư bằng nhiều phương thức. Chúng tôi cũng sẽ tổ chức những cái đoàn đi xúc tiến đầu tư trực tiếp, gặp tiếp cận một số nhà đầu tư tại chỗ mà có khả năng khi mà dịch bệnh được kiểm soát. Và thứ tiếp theo nữa là cũng sẽ có một số các cái cuộc xúc tiến đầu tư ở nước ngoài. Khi mà chúng tôi có được những đối tác có tiềm năng, cũng đồng thời là khi mà nối lại các chuyến bay quốc tế. Và một cái điều nữa là chúng tôi cũng tiếp tục tăng cường quảng bá thông qua nền tảng online để mà cung cấp thông tin về thành phố Đà Nẵng, chính sách ưu đãi đầu tư cũng như là những cơ hội đầu tư cho nhà đầu tư. Đồng thời tiếp tục tổ chức các cái hội thảo trực tuyến và trực tiếp. Đây là một cái kênh mà tôi nghĩ là có thể là tiếp cận được cái phạm vi lớn các nhà đầu tư. Đà Nẵng đang triển khai nhiều giải pháp để đẩy mạnh thu hút đầu tư sau đại dịch, hướng đến mục tiêu giai đoạn 2021-2025. Thành phố thu hút vốn đầu tư đăng ký đạt khoảng 3 tỷ đô la Mỹ, giai đoạn 2026-2030 đạt khoảng 4 tỷ đô la Mỹ. Theo đó, thành phố sẽ tập trung đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tạo quỹ đất, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng thu hút đầu tư và lựa chọn các dự án dịch chuyển thuộc các ngành lĩnh vực công nghệ cao tiên tiến, công nghệ thân thiện với môi trường, năng lượng tái tạo.